Bộ phim Hậu cung quỷ ảnh. Chiếc nhẫn này là dành cho quý phi nương nương. Vậy chính là của tôi. Quý phi nương nương, người còn không nhìn xem. Của tôi à? Bây giờ đang mang long thai. Hơn nữa các nhà chiêm tinh dự báo rằng đứa bé còn là một hoàng tử. Vì vậy hoàng thượng đã phong cho cô lên làm quý phi nương nương. Hoàng thượng đêm nay muốn gặp người. Quý phi nương nương,
Ta cắt lưỡi của ngươi. Ngươi có biết tại sao không? Tất nhiên là ngươi không biết. Chẳng nghi ngờ gì nữa, nếu hoàng thượng nhìn thấy người phụ nữ yêu thương của mình lẳng lơ phong tình nhất định sẽ rất tức giận. Nếu ngươi đang mang thai thì nói với hoàng thượng, đây là máu thịt của ngài ấy. Nếu ngươi muốn che đậy điều này, ngài ấy sẽ trừng phạt ngươi. Sao đây? Ngươi muốn văn vẻ để bán đứng ta à? Ngươi đang khắc bia mộ của mình đấy, Trần Tuấn Cơ. Chặt tay cô ấy. Mọi người vất vả rồi. Đây chính là phần chúng ta đã chỉnh sửa. Cô chết rất đẹp. Thật à? Đừng vui mừng quá. Cô sẽ chết còn đẹp hơn. Mọi người cố lên, tiếp tục quay. Ở thành phố này, chúng tôi tìm thấy rất nhiều phong tục địa phương thú vị, như kết hôn với người đã khuất. Nhóc con, có mua không? Không mua thì đừng cản trở. Ông chủ, tôi mua cuốn này. Tôi sẽ bán nó cho anh. Thằng nhóc. Ở đây không gian rộng lớn, nhưng mà không có nhiều. Đừng chạy. Trả sách cho ta. Đừng chạy. Ôi trời ơi. Ông chủ, tôi sẽ mua cuốn này. Cảm ơn. Hơn nữa, nó còn nhỏ như vậy đã đọc những quyển sách kinh dị như vậy à? Tôi xem cậu bé đọc gì. Quang Linh thăm cung. Chúng tôi sẽ quay lễ hội ma vào ngày mai. Mua quyển này xem. Hầu hết các kiến trúc bằng gỗ trong cung điện biến đổi theo thời gian đã được xây lại và khôi phục, ngoại trừ cái giếng đá. Đó là cái giếng mà người phi tần chết đuối. Đó là một câu chuyện, Rebecca. Chỉ là một câu chuyện. Có rất nhiều câu chuyện dân gian kể về việc bị ma ám. Trong truyền thuyết có người phi tần tên là Bình Di không? Có. Cô ấy là người có địa vị cao nhất trong số phi tần. Quyền lực của cô ấy rất mạnh. Là một trong số phi tần hiếm khi được ghi vào sử sách. Vậy trong truyền thuyết có người phi tần tên là Trần Tuấn Cơ? Tôi chưa bao giờ nghe. Cảm ơn. Còn gì nữa không? Không, đã gần nửa đêm, chúng ta phải về rồi. Cảm ơn. Tôi nghe nói rằng có một đoàn phim đang quay một bộ phim về cuộc chiến chống hậu cung. Kịch bản được chuyển thể từ cuốn sách này. Nhà sản xuất đó đã từng hỏi tôi, họ quyết định quay nơi này thành một bộ phim kinh dị. Có những cảnh ma không? Nghe nói đoàn phim này đang gặp sự cố khi quay. Đúng, nữ chính bị suy nhược về tinh thần, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đoàn phim.
David. Này, em có tin tốt. Ashley đã tìm được nguồn đầu tư quay phim. Thật tuyệt vời. Cô ấy nhất định tham gia việc này. Họ sẽ tham gia chứ. Đương nhiên rồi. Anh vừa tìm thấy một câu chuyện. Nó sẽ là tài liệu tốt cho chúng ta. Người vợ ma. Nó kể về cái gì? Người xưa tin rằng sau khi chết có thể kết hôn ở thế giới bên kia. Em sẽ lấy anh chứ, Rebecca. Bây giờ hay là ở thế giới bên kia? Cảm ơn. Hôm nay đúng là xui xẻo. Không có chuyện gì tồi tệ như một năm trước. Rebecca, thật khó khi làm việc này mà không có bạn trai cậu. Nhưng mà cậu vẫn đang làm tốt. Anh ấy sẽ tự hào về cậu. Thật không công bằng. Anh ấy lẽ ra nên ở đây. Anh ấy vẫn trẻ, không nên chết sớm như thế. Nào, mọi người, tiếp tục quay. Chị Nhiên. Chị Nhiên à, chị hãy đọc qua lời thoại đi. Chị Nhiên, chuẩn bị cảnh thứ 95. Mau lên, mọi người đang chờ chị. Có chuyện gì vậy? Nhanh lên, khẩn trương một chút. Qua đây, qua đây. Đạo diễn, chị Nhiên không được khỏe. Hãy quay cảnh khác trước đi. Được rồi, cho thế thân. Tiếp tục quay cảnh kế tiếp. Trần Nhiên sao vậy? Không sao. Cô ấy đau đầu. Nghỉ ngơi một lúc là khỏi. Thật ngại quá. Trần Nhiên đau đầu có phải không? Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Thật xin lỗi. Từng là một cô gái đơn thuần, tại sao lại như vậy? Chào bác sĩ, gần đây có bận không? Xin chào đạo diễn. Tôi ổn. Lão Dương nhà cô có nhắc qua với cô về chuyện của Trần Nhiên không? Có. Chính là nữ diễn viên mà anh nói à? Gần đây cô ấy có xuất hiện hành vi bất thường không? Tôi cảm thấy gần đây cô ấy tràn đầy thù hận, không thể kiểm soát cơn tức giận. Vậy hôm nào anh đưa cô ấy tới văn phòng của tôi để kiểm tra đi. Được. Cô chết rất đẹp. Đừng qua đây. Ta sẽ giết các người. Các người đã hãm hại ta.
ta sẽ giết chết tất cả. Trong những ngày của lễ hội ma, mọi người sẽ chuẩn bị đồ cúng tế cho những linh hồn. Một số lại mua bùa hộ mệnh để bảo vệ bản thân và đốt rất nhiều giấy tiền vàng bạc để người chết có thể dùng. Một số người còn đốt cả xe giấy, tivi và hàng tiêu dùng hàng ngày để cho người chết có cuộc sống đầy đủ một chút. Như vậy thì họ mới không làm hại người sống. Cắt. Chúng tôi dự định phỏng vấn đoàn làm phim Quang Linh Thăm Cung. Hãy điện thoại cho Lý Sử. Chúng ta lập tức qua đó phỏng vấn họ bây giờ. Chúng ta sẽ gặp họ sau nửa tiếng. Sẵn sàng chưa? Rồi. Bắt đầu. Chúng tôi nghe thấy một số tin đồn đã xảy ra trong quá trình làm phim. Cô có thể cho chúng tôi biết một số thông tin không? Tôi không biết tại sao luôn có sự cố xảy ra. Cháy! Cứu tôi với! Cứu! Cháy rồi! Có chuyện gì? Cháy! Cháy! Cứu! Cứu mạng! Tôi sắp bị thiêu chết! Cứu tôi với! Cảm ơn. Tôi hỏi anh vài câu. Anh chàng đó vừa nói gì? Anh ấy nói rất sợ. Là cháy à? Chính bộ phim kinh dị đã khiến anh ấy sợ hãi. Sau đó anh ấy không ổn định, đồng thời gây ra cháy. Gần đây có vẻ có quá nhiều điều kỳ lạ. David cũng từng nói với tôi những chuyện như vậy. Xin lỗi, tôi vừa mới về. Không sao. Đây là trợ lý của Trần Nhiên, Tiểu Mặc. Xin chào Tiểu Mặc. Xin chào bác sĩ Lương. Cảm xúc của Trần Nhiên gần đây rất không tốt. Tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao. Vậy nói cho tôi biết những biểu hiện của cô ấy. Là như vậy, bác sĩ. Trần Nhiên rất đau khổ. Ngày hôm qua,
các tờ báo lá cải đăng tin. Cô ấy qua lại với đàn ông, bị chụp rất nhiều ảnh nóng. Chị Nhiên à, bình tĩnh một chút. Đừng như vậy mà, chị Nhiên. Bây giờ chúng tôi đang quay phim kinh dị. Nội tâm nhân vật rất phức tạp, tâm lý báo thù rất nặng. Em gái gần đây có khỏe không? Ta đặc biệt chuẩn bị cho em một món quà. Mở ra xem đi. Sao vậy? Diễn kiểu gì vậy? Khốn kiếp, cô muốn giết tôi à? Họ đánh nhau thật rồi. Trần Nhiên, cảnh này nói về tình tỉ muội. Bình tĩnh một chút. Chị Nhiên à, cô muốn đấu cùng tôi à? Ảnh khỏa thân của cô đã bị tung ra ngoài, cô vẫn còn mặt mũi đóng phim à? Trông chừng cô ấy. Tại sao cô lại làm vậy? Cảnh vừa rồi không được diễn như vậy. Chị à, chị có sao không? Liệu có phải do nội dung của phim đã ảnh hưởng tới tâm trạng của cô ấy? Cũng có khả năng. Những vụ bê bối của cô ấy cũng đã kích nghiêm trọng tới tinh thần của cô ấy. Tiểu Dương à, anh biết tôi điều tra ra gì không? Tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển lời. Mọi người có biết không, Anna vừa tìm được tư liệu. Quyển sách đó chính xác là có người tên là Trần Tuấn Cơ. Tôi hiểu rồi. Trần Tuấn Cơ được sủng ái, Bình Di đố kỵ với cô ấy, cho nên giết chết cô ấy. Thế là Trần Tuấn Cơ quay lại báo thù. Trần Tuấn Cơ báo thù giết hại Bình Di à? Thôi nào các cậu, các cậu thực sự tin vào ma quỷ à? Nếu các cậu tin thì sẽ thấy chúng, còn nếu không thì sẽ không bao giờ thấy. Anna đã tìm ra người Trung Quốc không tin vào những chuyện ma quái. Chỗ tôi khá yên tĩnh, cô hãy thư giãn một chút và nghỉ ngơi ở đây. Nhưng mà tôi không thể nào ngủ được. Không sao, đừng lo lắng, nằm xuống một chút. Trả con cho tôi. Trả con cho tôi. Xin hãy cứu con tôi. Con của cô bị làm sao? Hoàng Phổ, làm ơn nghe em nói. Không phải giống như anh nghĩ. Cô không cần giải thích. Gia đình tôi sẽ không bao giờ cho phép người như cô bước vào. Mở cửa, nghe em nói. Làm ơn đi. Đừng làm phiền cha tôi. Con của cô không thể cứu. Anh nói dối. Anh nói dối tôi có phải không? Làm sao mà tôi có thể hư thai được chứ? Bình tĩnh một chút. Hãy bình tĩnh và nghỉ ngơi. Không sao đâu.
Khuôn mặt sợ hãi của Trần Tuấn Cơ nổi lên trên mặt nước. Thứ cuối cùng mà Trần Tuấn Cơ thấy, khuôn mặt độc ác của Bình Di đang nhìn cô ấy. Đêm đó, Bình Di đã diệt trừ được đối thủ, rất vui mừng. Khi cô ấy đang trang điểm, tưởng tượng cô ấy trước mặt hoàng thượng sẽ quyến rũ nhất. Adam, là anh à? Không phải, là tôi. Họ dùng pháo hoa để xua đuổi quái vật. Tốt hơn nên làm gì đó để đề phòng bất trắc. Đám quái vật đó xuất hiện lấy máy ảnh của tôi. Tôi tới quầy lễ tân, nói một tiếng là chúng ta sẽ ra ngoài. Sẵn sàng chưa? Có thể bắt đầu rồi. Trong tháng ma quỷ này, không chỉ chuẩn bị đồ ăn và tiền bạc cho ma quỷ, mà còn phải chuẩn bị các tiết mục giải trí. Tối nay, trong hoàng cung, sẽ diễn ra một bộ phim ma cho linh hồn của ma quỷ. Cắt. Có cái này cô nên xem. Tôi đã kiểm tra camera hôm nay. Nhìn kìa, ngay phía trên của khung hình. Cái gì vậy? Có vẻ có cái gì ở đó. Là cái gì? Có ai ở đó à? Đúng, dường như có thứ gì đó rất khủng khiếp trong căn phòng. Cả căn phòng rối tung lên. Cái gì đang xảy ra vậy? Có phải rất đáng sợ không? Giống như là Halloween của chúng ta. Trong hoạt động chúc mừng ở nhà hát. Cậu biết không?
Hôm đó quay, chúng tôi đã quay phải cậu nhóc mặc áo đen này. Không ngờ cậu ấy đã chết ngay sau đó. Đây là cái gì? Người xưa tin rằng có thể kết hôn ở thế giới bên kia. Giờ ở đây, anh sẽ biểu diễn cho em thấy. Gần đây, trong một vùng sâu vùng xa, một người nông dân mất đi cậu con trai duy nhất trong một tai nạn trong khi khai thác mỏ. Vì vậy ông ấy đã bắt đầu tìm kiếm một người phụ nữ trẻ vừa chết để trở thành vợ ma của con trai ông ấy. Cô ấy mặc chiếc váy cô dâu màu đỏ. Có chuyện gì vậy? Chỉ là ác mộng. Với tốc độ này, tới trưa là chúng ta sẽ hoàn thành cảnh quay đầu tiên. Hãy bảo anh ấy lái xe nhanh lên một chút. Bác Tài à, làm ơn nhanh lên một chút. Cẩn thận. Cái gì? Tôi không thấy gì hết. Là người đàn ông đi xe đạp. Là David. Có ai thấy người đàn ông không? Không. Rebecca, không ai thấy anh ấy. Nhưng mà chúng ta đã đụng phải anh ấy. Em cảm thấy mà. Các cậu không cảm thấy à? Ông đụng trúng người rồi có phải không? Không có. Có thể là gặp ma. Anh ta nói gì? Có thể là gặp ma. Đúng. Hoặc là một cái ổ gà. Chúng ta có thể đi uống rượu. Chắc rồi. Nó sẽ là một ngày tốt lành. Những ống kính này sẽ hoạt động tốt đấy. Rebecca sẽ có thể quay được cảnh quay tốt. Các cậu đi trước đi. Tôi sẽ quay lại sau. Quay được cảnh quay tốt. Nếu như cậu hỏi tôi thì giống như cảnh quay ác mộng. Rebecca, cậu phải tỉnh táo một chút. Nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành bộ phim. David đã chết. Chấp nhận sự thật đi. Đối với tôi, anh ấy chưa chết. Dù có thức hay đang ngủ, tôi luôn có thể nhìn thấy anh ấy. Anh ấy ở trong giấc mơ của tôi. Ác mộng. Anh ấy muốn nói với tôi điều gì đó. Rebecca, không phải David muốn nói gì với cậu. Đó là tiềm thức của cậu. Cậu có biết không?
Dân, anh ấy muốn dẫn tôi tới chỗ Trần Tuấn Cơ. Tôi cần phải quay lại nhiều cảnh hơn để làm câu chuyện của cô ấy trở nên sống động. Tôi muốn trở lại hoàng cung, vào bên trong cung điện nơi mà các phi tần sinh sống. Không, chúng ta sẽ không quay lại. Mình kiên quyết yêu cầu cậu theo kế hoạch ban đầu. Cậu có thể làm được hay không? Tôi làm được. Tôi sẽ quay theo đúng kế hoạch, bởi vì đó là điều anh ấy muốn. Bên trong hoàng cung đã lưu giữ rất nhiều bí mật của Tết Trung Nguyên. Phía trước có một thầy phong thủy. Đi, chúng ta đi xem. Chính là chỗ này. Rút thăm. Được. Đặt tâm trí vào nó và rút ra ba que. Cô không thể kết hôn với anh ấy. Thảm họa đẫm máu. Hai người không nên kết hôn. Tôi biết. Cô phải rời khỏi đây ngay. Cẩn thận với ma, đặc biệt là con ma trong giếng. Mau, đi mau. Rebecca, để tôi một mình. Hôm nay không quay nữa à? Chuyện gì vậy? Cô ấy có vẻ bất thường. Là cái lời dọa ma đã khiến cô ấy không vui. Không, đó là lời thầy bói nói với cô ấy. Cô ấy không thể cưới anh ấy. Đúng. Rebecca và vị hôn phu David cùng nhau chuẩn bị một bộ phim tài liệu. Vốn dĩ David là đạo diễn, nhưng trước khi quay, anh ấy đã chết một cách đột ngột. Cô ấy muốn hoàn thành tâm nguyện của anh ấy. Thật thảm. Anh ấy làm sao mà chết? Anh ấy đi bơi và chết đuối. Xin lỗi, là Anna. Alo, tôi thấy các di tích vàng quá. Xin chào, cô có thể cho tôi chút thời gian phỏng vấn không? Được, cảm ơn cô nhiều. Tôi muốn hỏi tiếng Trung của cô tên đầy đủ là gì? Anh là ai? Anh mau quay lại. Đừng chạy. Mau trả lại.
Chị à, có chuyện gì? Chị nghỉ ngơi sớm đi. Không phải mình, anh ta nên bị trừng phạt. Tôi sẽ không tha cho anh ta. Anh ấy đang ở bệnh viện. Xin lỗi, tôi không được phép quay ở đó. Tôi hy vọng có thể nói chuyện với họ, cho phép người vào trong tham quan, nhưng mà không được đông quá. Tôi đã báo tên cô cho bệnh viện. Cảm ơn anh Dương. Anh à, anh có người tới thăm. Bác sĩ Chu Gia Vĩ, xin lập tức tới phòng bệnh số 1. Anh Hàng à, anh vừa mới trải qua tai nạn. Anh ổn không? Tôi biết anh đã trải qua một thảm kịch. Anh có thể nói chuyện với tôi không? Tôi có thể giúp được gì cho anh? Nói cho chúng tôi biết anh đã trải qua những gì. Có ai trong giếng đã tấn công anh? Có người làm hại anh, có phải không? Thứ đó là gì? Là cương thi à? Nhìn kìa, là bê bối tình dục. Đồ khốn, cô làm gì vậy? Mau gọi y tá. Anh Hàng à, chúng ta không nên hỏi anh ta quá nhiều. Nhìn phản ứng của anh ta, cô không nghĩ rằng anh ta bị bệnh tim à? Anh ta chê cười Trần Nhiên. Trần Nhiên bị chọc giận nên đã đá anh ta. Anh ta rất dễ sợ hãi. Sau đó sợ quá, anh ta bị ảo giác trong bệnh viện. Nói với mọi người là nhìn thấy hồn ma của Trần Tuấn Cơ. Nào, chúng ta đi uống một ly. Được rồi. Vốn dĩ ở trong văn phòng đã đỡ hơn rất nhiều, có thể là đến phim trường lại chịu đả kích. Anh
Anh ổn chứ? Không sao. Trần Nhiên sao rồi? Tôi nghĩ trong lòng cô ấy tràn đầy thù hận và sợ hãi. Hay là như vậy đi, đưa cô ấy đi thư giãn. Như vậy thì cũng tốt, nội tâm có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Em bé, có chuyện gì vậy? Tôi sẽ giết chết anh. Trần Nhiên, Trần Nhiên, tỉnh lại. Trần Nhiên, dậy đi. Không hay rồi. Có chuyện gì vậy? Ở phim trường có tai nạn. Tai nạn gì? Tai nạn gì? Thôi Ninh chết rồi. Không phải chứ. Có chuyện gì vậy? Chúng ta qua đó trước. Đây chỉ là trùng hợp à? Có lẽ là quả báo. Lời nguyền của mình đã linh nghiệm. Buông tay ra. Cô làm gì vậy? Cô quá đáng rồi. Lý Nhất Di chết rồi. Cô ấy chết thật sao? Có ai bị thương ở phim trường không? Có. Lý Nhất Di quay cảnh đánh nhau bị thương và rơi xuống giếng. Bây giờ cô ấy đang được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cô ấy thật sự bị thương nặng. Lẽ nào những thứ trong mơ của mình đều trở thành sự thật? Trần Tuấn Cơ, cô đã giết họ. Sao cô độc ác như vậy? Ta hận bọn họ, nhưng mà họ không đáng chết. Như vậy là quá tàn nhẫn. Tất cả bọn chúng đều đáng chết. Bọn chúng xứng đáng như vậy. Cô không thấy xả hận à? Hãy để cô ấy tự đấu tranh nội tâm. Cô, nhưng có thể làm theo cách khác. Rebecca có một ý tưởng mới. Thật tốt. Tôi muốn kể lại chuyện Bình Di và Trần Tuấn Cơ đã xảy ra ở trong cung. Cần cả cảnh bên trong. Đúng. Có chuyện gì? Anna chết rồi. Ôi trời ơi, cô ấy đuổi theo một tên trộm trên một công trường, bị một viên gạch chọi trúng đầu. Tôi không nên để cô ấy một mình.
Không phải lỗi của anh. Phải đi thôi. Phải đi thôi. Tôi phải rời khỏi đây. Chờ đã. Đó là một bi kịch cho tất cả chúng ta. Tôi rất xin lỗi. Tôi đương nhiên hiểu. Bây giờ anh không thể tiếp tục làm việc. Chúng ta sẽ quản buổi quay vào ngày mai. Không. Không. Tôi phải làm việc. Nếu không tôi sẽ phát điên. Sau khi cô ấy bị sát hại, liền bị đẩy xuống giếng. Bởi vì Trần Tuấn Cơ mang theo oán hận, công trường đó từng là nơi để chôn cất. Cho nên sự cố ngoại ý muốn của Anna là do công trình. Anna vì muốn bảo vệ di sản cho nên mới bị tên trộm hại chết. Nghe đây, tôi khuyên các cậu đừng đi đến đó trong thời gian này. Tôi phải đi và quay về cái giếng đó, nơi chôn cất hoàng gia. Thật khủng khiếp. Làm thế nào để chúng tôi có thể tránh được tai nạn? Chúng tôi phải làm gì bây giờ? Có một số việc chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể cầu nguyện và thực hiện một số nghi lễ giải hạn. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Ngày mai chúng ta phải quay cái giếng nơi Trần Tuấn Cơ ngã xuống. Trước tiên, an toàn là trên hết. Cậu có thể quay trong lồng giếng, đẩy máy quay vào. Hình như Trần Tuấn Cơ bị người khác đẩy xuống giếng. Chờ đã, có bật lửa không? Sao rồi? Để phong tỏa những quan hùng ác độc. Bây giờ khai máy. Ít nhất chúng ta cũng biết dùng bùa hộ mệnh để chống chuột. Tại đây. Adam, chúng ta cần thêm ánh sáng.
Cẩn thận. Chúng ta cần thêm ánh sáng. Tiểu Dương à, anh chuyển cái đó qua bên phải đi. Hoàn hảo. Để tôi thử. Nhưng mà trước tiên, cái đó để làm gì? Tôi không muốn làm phiền sự bình yên của cô ấy. Sau khi Trần Tuấn Cơ bị giết không lâu, hoàng đế băng hà. Theo phong tục truyền thống, thê thiếp phải được chôn cùng ngài. Nhưng Bình Di có quyền lực mạnh mẽ, được chôn cất bên cạnh hoàng đế. Tiếp tục. Ai đó mắc kẹt trong đó. Ôi trời ơi, không hay rồi. Danny, quay lại, chúng ta phải đi cùng nhau. Là cương thi hay là kẻ giết quỷ? Tôi cá tôi sẽ tìm thấy cô ấy. Cô lại ra đây. Ai trong đó? Ra đây. Nghe này, Diane, có phải cậu không? Bật camera. Diane. Rebecca. Diane đã bị thương nặng. Cô ấy không thể tiếp tục quay phim. Không. Tôi cần phải nói chuyện với cô ấy ngay bây giờ. Cô ấy đã vô cùng sợ hãi. Cô ấy không muốn gặp cô. Ashley muốn nói chuyện với cô. Hỏi cô ấy khi nào thì về phòng. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sau khi trở lại. Rebecca, tôi đã yêu cầu cậu dừng quay phim. Ngôi mộ này bị ma ám, rất đáng sợ. Cậu có nghĩ anh ấy ở trong ngôi mộ đó không? Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ cậu quá ỷ lại vào phim ảnh. Cậu bỏ bê sự an toàn của mọi người. Tôi muốn nói chuyện với mọi người. Dừng lại đi. Chúng ta dừng lại đi. Nếu các cậu vẫn đi theo tôi thì không thể dừng quay. Vì David à? Tôi không đồng ý với ý kiến của Ashley. Chúng ta đã nhận được tài trợ sau rất nhiều nỗ lực. Chúng ta phải hoàn thành bộ phim đúng tiến độ. Nhưng mà cô ấy không muốn quay nữa. Tôi không biết chúng ta nên làm gì. Ashley đúng. Ngôi mộ đó rất kỳ lạ.
Nó thực sự kỳ lạ. Dường như có cái gì đó quái quỷ ở trong đó. Các cậu nghĩ mộ thất đó có cái gì quái quỷ? Tôi không muốn quay lại đó quay phim. Tôi sẽ đi. Lần trước thầy Dương có nói chúng ta có thể cầu nguyện, thậm chí là một số nghi thức. Tôi không biết. Anh nghĩ ai sẽ biết? Chúng ta cần phải biết chúng ta đang chống lại cái gì. Adam, cậu qua đây. Góc nhìn chủ quan của mình gì? Di chuyển máy ảnh qua cửa dưới, lên giường trồng. Là muốn tôi di chuyển góc máy như thế này, hay là ở cuối giường? Cả hai. Căn phòng bí mật ở đâu? Nếu nó cần giữ bí mật, thì có lẽ sẽ không xuất hiện trên bản đồ. Nó có lẽ sẽ nối liền tới nơi ở của Phi Tần. Hai chỗ này đều là nơi ở của Phi Tần. Nhưng có một hành lang ở cung điện Trường Xuân đi vào sân trong. Chúng ta sẽ gặp Rebecca sau nửa giờ nữa và cho cô ấy lựa chọn. Dương à, cậu tìm thấy căn phòng bí mật chưa? Có lẽ vận may của Ashley sẽ lớn hơn. Dương à, cứu, cứu giới. Ashley, ở bên đó. Cứu, cứu giới. Ashley. Ashley. Nó đã bị khóa. Đánh đà. Ôi trời ơi. Không.
Tên khốn đó không thể đi xa được. Mau gọi cảnh sát. Tôi ra ngoài tìm. Ở đây không có tín hiệu. Đã kiểm tra tất cả lối ra ở sân trong. Nơi này quá rộng. Hắn có thể trốn ở khắp mọi nơi. Cô ấy vẫn còn sống. Máu động vật để hiến tế có thể xua đuổi được ma quỷ, linh hồn ác của con người. Nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn trốn tránh, sử dụng thanh kiếm này và cái chuông này để kiểm soát linh hồn và khuất phục chúng. Khi tôi triệu hồi linh hồn thì liên tục rung chuông. Khi tôi tụng kinh trừ tà, dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải rung chuông liên tục. Trần Tuấn Cơ, Trần Tuấn Cơ. Trần Tuấn Cơ, ta ra lệnh cho ngươi mau rời khỏi thế giới này, rời khỏi cơ thể phàm trần của ngươi. Rebecca, chạy. Thank you.
Rebecca, cô đang ở đâu? Rebecca, Dương, tôi đang ở cạnh cái giếng. Trần Tuấn Cơ, Trần Tuấn Cơ, cuộc sống của cô đã kết thúc. Tôi ra lệnh cho cô thoát khỏi cuộc sống phàm trần này. Rebecca, tại sao? Dương, chạy đi. Trần Tuấn Cơ, tôi ra lệnh cho cô siêu thoát đi, rời khỏi cơ thể phàm tục đó, rời khỏi đây để tìm thấy sự bình yên. Trần Tuấn Cơ, tôi ra lệnh cho cô rời khỏi thế giới này, rời khỏi cơ thể phàm tục đó, rời khỏi đây để tìm thấy sự bình yên. Rebecca, Rebecca, cô an toàn rồi. Nghi lễ trừ tà đã thành công. Cô ta đi rồi. Chúng ta đã tiêu diệt được cương thi. Để tôi giúp cô. Tôi biết cậu khăng khăng tiếp tục làm gì David, nhưng mà anh ấy không muốn thấy cậu phải trải qua những chuyện như vậy. David, em không thể tiếp tục được nữa. Trần Nhiên, bây giờ cô cảm thấy sao? Họ đã chết. Cô có thể giải hận rồi chứ? Tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trước đây, khi tôi nghĩ về họ, tâm trí tôi đầy hận thù. Thật ra mà nói, tôi luôn muốn giết chết họ. Nhưng mà bây giờ họ chết rồi, tôi không còn mục tiêu nữa. Cô có biết tại sao không? Bởi vì cô coi họ là thù hận, là một chuyện quan trọng trong đầu. Tất cả đã qua rồi. Tôi hy vọng cô có thể tìm lại cuộc sống bình thường, được chứ? À phải, tôi nghĩ cô nên tìm một người bạn trai. Cô nghĩ sao về đạo diễn Trương?
Tôi cảm thấy mình không thích hợp yêu đương. Không phải đâu. Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ một chút. Đạo diễn Trương thật sự rất quan tâm cô. Khi cô bị ốm, anh ấy chạy khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ. Cảm ơn cô đã luôn yêu thương và quan tâm tôi. Không phải dừng quay rồi à? Phim trường vẫn đang quay. Tổng đạo diễn của chúng ta muốn bộ phim được hoàn thành. Trần Nhiên à, nghe tôi nói, thật ra thì họ chưa chết, chỉ là bác sĩ Lương và chúng tôi nghĩ ra để giúp cô mà thôi. Đúng, chúng tôi dựng toàn bộ câu chuyện. Làm sao bây giờ? Chị Trần cứ như vậy, bộ phim không thể tiếp tục. Tôi thấy cô ấy nằm mơ cũng đều hét lên là muốn giết Thôi Ninh. Chị Nhiên hận nhất là Lý Nhất Di và Thôi Ninh. Hận muốn chết, muốn dồn họ vào đường cùng. Tôi có một ý tưởng. Lát nữa anh sẽ đánh thức cô ấy, nói với cô ấy Thôi Ninh đã chết, xem cô ấy phản ứng như thế nào. Như vậy có được không? Thử xem. Cô chạy từ bên ngoài vào, nói với Trần Nhiên: mấy người lừa tôi à? Trần Nhiên, tôi hỏi cô vẫn còn hận họ à? Hận. Hận cái gì chứ?